mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành, báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Suy niệm: các phụ nữ tràn đầy niềm vui vì gặp được đấng phục sinh. Niềm vui đó thúc đẩy họ nhanh chóng loan báo cho các môn đệ. Chúng ta có nhận ra niềm vui và bình an của chúng ta trong cuộc sống đức tin của chúng ta không? Đã bao giờ chúng ta được thôi thúc loan báo niềm vui đó cho anh chị em mình không? Những người lãnh đạo Do Thái cũng như những người lính canh đã đồng lõa trong việc thông tin về sự sống lại của Chúa Giêsu. Trong cuộc sống, có bao giờ chúng ta đồng lõa với ai để thực hiện một việc mờ ám nhằm đem lại lợi ích cho mình mà bất chấp tất cả? Xin ánh sáng của Chúa phục sinh soi chiếu trong tâm hồn chúng ta. Cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu phục sinh, niềm vui và bình an của Chúa đang được cả giáo hội tán dương chúc tụng. Xin Chúa làm cho con có được niềm vui và bình an ấy, để con hòa lời tôn vinh Alleluia, để con mạnh mẽ cao rao danh Chúa cho mọi người.